Đây là một người không tin vào thần thánh. Ông ta tên là Vương Đại Trùy. Ông ta dùng búa đập nát đầu của một bức tượng thần. Không ngờ đến báo ứng lại đến rất nhanh. Chân ông ta bắt đầu ngứa ngáy. Đưa tay xuống gãi. Hai chân càng gãi càng ngứa. Không đợi ông ta kêu cứu, từ hai chân lên trên bắt đầu hóa đá. Chưa đầy vài giây, cả người đã biến thành một bức tượng đá. Chuyển cảnh, trên xe lửa một tên ác bá đang bạo hành một cô gái. Cả đoàn xe chỉ dám nhìn nhưng không dám là gì. Chỉ có một mình A Cường đứng dậy, cầm lấy tên vali của tên ác bá bỏ chạy. Vô lại, bỏ ra, trộm vali nè. Anh ta thành công thu hút tên ác bá. Nhưng trong lúc chạy, phát hiện một người chết trên phố. A Cường tìm thấy trong túi áo xác chết một bức thư nhận chức. Thì ra người này là thanh tra mới đến đây nhận chức. A Cường cũng không để ý, cầm lấy thư nhậm chức, đến báo danh trở thành thanh tra giả của thành phố này. Vụ án đầu tiên mà A Cường gặp phải chính là vụ án tượng đá. Vụ án xảy ra tại một bệnh viện trong thành phố. Khi anh đến bệnh viện này, trước mặt là một cảnh tượng kinh khủng. Trên giường bệnh toàn là bệnh nhân mắc bệnh hóa đá. Người họ ngứa không chịu được, kêu la thảm khóc. Đột nhiên một bệnh nhân như là phát điên, sống chết nắm chặt tay của y tá. Y tá liều mạng đẩy ra. Không qua bao lâu, chỗ bị chạm qua trên tay y tá bắt đầu càng lúc càng ngứa. Tiếp đến cánh tay bắt đầu hóa đá. Thì ra loại bệnh lạ này sẽ thông qua tiếp xúc mà truyền nhiễm. Một người nhìn, liền nhanh chóng bỏ chạy. Họ nhốt những người bị truyền nhiễm trong phòng bệnh. Những bệnh trong đó như phát điên mà đập cửa. Lúc này bác sĩ phát hiện thấy y tá bên cạnh cũng bị lây nhiễm. Bao tay của y tá bị rách. Có thể nhìn thấy, tay của cô ấy đã bắt đầu hóa đá. Y tá hướng về phía bác sĩ khóc. Cô ấy và bác sĩ bắt đầu giằng co, muốn chết cùng nhau. Đồng thời cánh cửa bị đẩy ra, người bị truyền nhiễm điên cuồng xông ra. Những người chưa bị mắc bệnh chỉ có thể hoang mang chạy trốn. Rất nhanh bệnh viện thành một mớ hỗn độn, càng lúc càng nhiều bị chạm đến. Mà A Cường khá may mắn, đụng phải hai em gái. Một trong hai là Tiểu Mỹ đến từ thành phố ngầm. Tiểu Mỹ tìm được một cái miệng hầm, dắt hai người nhảy xuống. Tiểu Mỹ dùng đèn làm ám hiệu. Trong bóng tối một con thuyền đen từ từ trèo đến. Trên thuyền có một thuyền phu không giống người cũng không giống quỷ. Họ xuống thuyền bơi qua bờ sông thành công đến thành phố ngầm. Sau đó thành công tìm được sư phụ của Tiểu Mỹ. Ông ấy được gọi là ông Ngư, là người không có gì không biết. Bọn họ hỏi ông Ngư cách trị bệnh hóa đá. Ông Ngư chỉ cho họ một cẩm nang. Sau đó ba người họ quay lại trên phố, phát hiện thành phố phồn hoa trước đây đã trở thành một nơi chết chóc. Người mắc bệnh hóa đá bắt đầu đuổi theo người khỏe mạnh ở khắp nơi. Hóa ra bệnh nhân chỉ cần chạm vào người khỏe mạnh, truyền nhiễm bệnh tật cho họ, cảm giác ngứa ngáy trên cơ thể sẽ được giảm đi. Cho nên khi họ thấy người khỏe mạnh sẽ vây theo, dẫn đến người mắc bệnh ngày càng nhiều. Lúc này đột nhiên A Cường lại nhớ đến sư đệ của mình vẫn còn ở trong nhà lao. Nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy người bị bệnh đã hóa đá. Bọn họ không còn ý thức. Rất nhanh chóng, A Cường đã tìm thấy chỗ giam giữ sư đệ A Mãnh của mình. A Mãnh luôn bị giam giữ trong ngục, người mắc bệnh không vào được, cho nên mới còn sống. A Cường nhanh chóng cứu A Mãnh, nhưng người mắc bệnh đã tấn công vào. Tên mập bị một người mắc bệnh đuổi theo, chạm vào người, tay của người mắc bệnh đè lên mặt anh ấy. Tuy rằng anh ta đánh bị thương tên người bệnh kia, nhưng bản thân cũng hết cứu được. Đến khi A Cường tìm thấy anh ấy đã bị nhiễm bệnh rồi. Ba người còn lại đều quyết định bỏ rơi anh ấy. Bọn họ nhanh chóng chạy xuống lầu, nhưng bị đám người nhiễm bệnh vây lùi lại. Cánh cửa cũng ngăn được lâu nữa. Vào lúc này, tên mập loạng choạng từ trên lầu đi xuống. Nhưng anh ấy không phải xuống lây bệnh cho mọi người, mà là xuống giúp mọi người chạy thoát. Anh ở lại ngăn đám người mắc bệnh. A Cường cùng những người khác trốn ra bằng cửa sau. Lúc này trên phố toàn người nhiễm bệnh, họ như kẻ điên xông đến. Rất nhanh cả đám đã bị vây trong đám người bệnh. Phía sau họ có một cái kho, trốn vào trong còn có một cơ hội sống. Nhưng họ phát hiện cửa kho bị lấp kín rồi, bên trong còn có một đám người tị nạn. Họ liều mạng giữ chặt cửa, có lẽ do lương tâm trỗi dậy. Cuối cùng đám người tị nạn cho nhóm A Cường vào. Nhưng A Cường sống đơn độc quen rồi, nên anh ấy rời khỏi nơi đó. Ở trên phố, A Cường nhìn thấy một người bị hóa đá nghiêm trọng, chỉ còn chừa lại gương mặt. A Cường nhận ra người đó, anh ta chính là tên ác bá bắt nạt người khác trên xe lửa. Người này giúp A Cường nhận ra chân tướng của bệnh hóa đá. Hóa ra anh ta là thuộc hạ của một tên ác ma, phụ mệnh đem mầm bệnh truyền nhiễm đến thành phố này. Lúc đó bệnh dịch chứa trong vali bị A Cường trộm đi. Lúc anh chạy trốn, vô tình làm mầm bệnh dịch truyền ra. Do đó đã xảy ra trận bệnh dịch sau đó. A Cường vừa bị sốc vừa tự trách. Hóa ra anh lại chính là nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Một bên ba người khác rời nhà kho bị bao vây, tình huống vô cùng nguy cấp. A Cường xông đến, cuối cùng giúp họ đánh đuổi đám người mắc bệnh. Đại Mỹ không may bị lây nhiễm. Họ quấn băng cánh tay cho Đại Mỹ để ngăn máu độc lưu thông. Sau đó họ quyết định đi đến Hỏa Thần thôn mà ông Ngư nói. Sau khi họ đến Hỏa Thần thôn thì phát hiện người của nơi này vậy mà lại không bị lây nhiễm.
thôn trưởng nói với họ, ông nuôi giấu một đứa trẻ trong thôn, chắc là có huyền cơ. Nhưng đứa nhỏ cái gì cũng không chịu nói. Mạnh mối đứt đoạn, Đại Mỹ tự nhốt bản thân, vì cô ấy sợ không khống chế nổi. Cô chỉ có thể đau đớn khổ sở mà lăn qua lăn lại. Thấy Đại Mỹ đau đớn như vậy, A Cường lần đầu tiên có ý nghĩ hy sinh bản thân mình. Anh bối rối, nắm chặt tay của Đại Mỹ, làm bệnh dịch truyền qua cho mình. Tuy rằng tạm thời hòa hoãn thời gian hóa đá của Đại Mỹ, nhưng nếu tìm không ra biện pháp chữa bệnh thì bọn họ đều tiêu đời rồi. Sau đó Tiểu Mỹ tìm thấy một bức thư trên thuyền của ông Ngư. Trong thư nói, bệnh dịch hóa đá là do ông Ngư luyện thành. Ông cũng bị ma đầu ép buộc, nhưng ông vẫn để lại một phần thuốc giải mà ông lén luyện, để trên người của con mình. Thuốc giải chính là mặt dây chuyền trên cổ thằng bé. Cuối cùng cũng có hy vọng. Họ dùng mặt dây chuyền trả lên chỗ bị hóa đá. Quả nhiên virus bị giết chết. Sau khi hai người được trị khỏi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, cướp mất thuốc giải của họ. Tên cầm đầu tội ác xuất hiện rồi. Chính tên ác ma này tạo nên bệnh dịch của thành phố. Lần này A Cường không muốn trốn nữa, cho nên anh xông lên chiến đấu với tên ác ma. A Cường bị đánh bị thương khắp người, nhưng mà lúc bị đánh, anh dùng sức còn lại, thành công giành lại thuốc giải. A Mãnh tận mắt thấy A Cường sắp bị đánh chết, cũng xông lên. Hai anh em hợp sức, cuối cùng đánh tên ác ma rớt xuống nước. Vào lúc này, một con cá to lớn nhảy lên mặt nước, nuốt luôn tên ác ma. Họ quay về thành phố, dùng pháo hoa của thôn Hỏa Thần phát tán thuốc giải. Trong không khí rơi xuống nhiều thành phần thuốc giải, cứu chữa cho những người bị nhiễm bệnh. Chỉ duy nhất một bé trai toàn thân bị hóa đá, ôm lấy bản thân ngồi tựa bên góc phố. Nó bao giờ tỉnh lại? Phim đến đây kết thúc. Xem xong nhớ ấn follow nhé.